Đầu bếp Quốc Nghị và Minh Tuấn xin được chào đón quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Quốc Nghị. Chào Minh Tuấn. Chúng ta đều biết rằng là mình đang ở trong một mùa rất là đặc biệt, đó chính là lễ Vu Lan đúng không? Gia đình nào mà họ ăn mừng mùa Vu Lan á thì đôi khi họ ăn chay một tuần đến cả một tháng luôn. Nhưng một cái dịp đặc biệt cho nên là nhờ Quốc Nghị giới thiệu cho Minh Tuấn, chỉ Minh Tuấn cách làm để mình có thể nấu để tặng cho mẹ của Minh Tuấn không? Chắc chắn là có Minh Tuấn. Quốc Nghị luôn sẵn sàng bộ thực đơn chay. Wow. Để giới thiệu đến Minh Tuấn và quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và chúng ta sẽ cùng vào bếp để thực hiện món ăn có tên gọi là đậu hũ nhồi nấm bào ngư. Để thực hiện món ăn ngày hôm nay, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: đậu hũ chiên 2 miếng, nấm đầu ngư 50g, nấm mèo, hành bó rô, ớt sừng, gừng thái chỉ, bột năng, bột ngũ vị hương, dầu hào chay, một số gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen. Cái phần đậu hũ chiên á, Quốc Nghị cắt cái phần đầu này ra, sử dụng dao nè, cứa xung quanh phía trong hũ như thế này. Và đây cũng là một cái lưu ý mà quý vị khán giả cần nhớ: dùng dao cứa xung quanh phía trong đậu hũ để dễ dùng muỗng lái ruột ra. Nấm bào ngư á, quý vị sẽ cắt thành những cái hạt lựu. Nấm mèo cắt thành những cái sợi nhỏ. Về phần hành bó rô cắt thành những cái lát mỏng. Ớt sừng quý vị sẽ cắt thành những cái sợi nhỏ. Bây giờ quý vị sẽ bắt một cái chảo lên bếp để chúng ta xào phần nấm, sau đó chúng ta trộn làm nhân đậu hũ. Cái phần dầu ăn đã nóng á, quý vị sẽ cho vào đây hành bó rô thôi. Rồi chúng ta sẽ phi thơm cái hành bó rô lên, cho phần nấm bào ngư và nấm mèo vào. Quốc Nghị sẽ nêm vào đây 1/4 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon từ nấm hương và sen, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay. Nấm một hồi mình cũng sẽ cho vào trong cái phần đậu hũ với những cái nguyên liệu khác rồi mình hấp lên, thì tại sao mình lại phải xào trước cái phần nấm như vậy? Và đây cũng là một cái mách nhỏ mà quý vị khán giả cần lưu ý: cái việc xào nấm trước khi cho nhân vào đậu hũ giúp cho nấm nó có hương vị thơm ngon hơn. Sau khi phần nấm chúng ta được xào chín á, thì Quốc Nghị sẽ cho phần ruột đậu hũ. Mà cái phần ruột đậu hũ này nó tăng cái độ kết dính cho cái phần, và nó giúp cho cái món ăn của mình nó có cái độ béo nữa, cũng rất là ngon. Quốc Nghị sẽ cho nó ra tô. Trong quá trình nhồi nhân vào đậu hũ, Quốc Nghị sẽ chuẩn bị sẵn một cái nồi hấp. Bây giờ Quốc Nghị sẽ dùng tay mà nhồi cái phần nhân vào trong đậu hũ như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho vô hấp luôn đúng không Nghị? Chính xác Minh Tuấn. Cái phần đậu hũ nhồi này mình sẽ hấp khoảng 10 phút. Và quý vị lưu ý chúng ta không nên hấp quá lâu để làm đậu hũ nó sẽ nhão ra. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái giai đoạn là làm nước sốt. Chúng ta sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen này, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào chay, 3 muỗng canh nước tương Phú Sĩ, 1 chén nước. Sẽ cho vào đây 1 ít tiêu và Quốc Nghị sẽ khuấy đều cho các phần gia vị nó hòa quyện vào nhau. Quốc Nghị sẽ đặt một cái chảo lên bếp, cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu ăn đã nóng á, thì Quốc Nghị sẽ cho cái phần hành bơ rô còn lại vào, cho cái phần gừng thái chỉ vào phi thơm. Quốc Nghị sẽ cho cái phần hỗn hợp gia vị đã hòa tan vào, sẽ cho vào đây một ít bột năng hòa với nước để tạo cái độ sệt cho phần sốt của chúng ta. Cái phần đậu hũ chúng ta đã chín, Quốc Nghị sẽ gắp nó ra. Quốc Nghị sẽ cắt cái phần đậu hũ này ra, sẽ dùng cái cọng hành bơ rô buộc miếng đậu hũ chúng ta lại. Quốc Nghị sẽ đặt cái miếng đậu hũ lên đĩa. Sau khi đặt miếng đậu hũ thành phẩm ra đĩa thì Quốc Nghị sẽ cho kèm một số loại rau củ, cà rốt nè, quả đẹp, cải đỏ nè, rau thơm nè. Quốc Nghị sẽ cho vào lên đây một ít nước sốt nè. Vậy là món ăn của chúng ta ngày hôm nay đã hoàn thành, như là một bức tranh sơn thủy. Phần của Minh Tuấn. Rồi, cảm ơn Quốc Nghị. Ôi ôi, xuất sắc. Trời ơi, Minh Tuấn cứ tưởng tượng là mình đang ăn một món ăn trong nhà hàng 5 sao vậy. Quá là ngon. Cái phần đậu hũ bên ngoài thì mềm, cắn vào bên trong thì cái phần nhân nó ngọt, vừa ăn, đậm đà, dai dai với những cái nguyên liệu của nấm. Và bên cạnh đó thì rất là cân bằng và hòa với lại phần nước sốt thơm lừng. Cảm ơn Quốc Nghị rất là nhiều. Và nhân dịp lễ Vu Lan này, Quốc Nghị xin chúc quý vị thực hiện thành công với món ăn ngày hôm nay. Nếu quên công thức, truy cập vào trong địa chỉ của chúng tôi là mongonmoinghay.com để quý vị xem lại công thức quý vị nhé. Còn bây giờ thì đầu bếp Quốc Nghị và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị. Và chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình tiếp theo của Món Ngon Mỗi Ngày.